Trời ơi, một chiếc bánh rất ngon. Thật khó tìm thấy một thứ gì đó ngon hơn. Gì? Chỉ có một thôi à? Đừng lo. Thế này bạn thích hơn chứ? Một chiếc bánh gato khổng lồ. Tốt hơn nhiều rồi đấy. Tớ thấy mùi thơm rồi. Vâng, trông rất là ngon. Tớ có thể tưởng tượng nó sẽ ngon như thế nào. Xin lưu ý, các bạn chỉ có một phút để vẽ chiếc bánh này thôi. Tốt nhất là sẽ có một món ngon này. Chắc chắn là sẽ là tớ rồi. Tớ cầm một loại sơn đặc biệt. Cảm ơn bạn, đây là thứ tớ cần. Bắt đầu thôi nào. Bây giờ bạn ấy lại có cơ hội. Mình không thích nó. Gì? Tất cả các bạn đều có đối thủ tốt. Đừng bận tâm, tớ có một ý tưởng nho nhỏ. Emma, nhìn tớ này. Trời ơi, bạn là quái vật gì vậy? Tốt hơn nhiều rồi đấy. Bây giờ, chiếc bánh sẽ đúng là của tớ. Vâng thưa các bạn, đã hết giờ. Các bạn hãy cho xem kiệt tác của các bạn đi. Nhìn xem, bức tranh của tớ đẹp nhất. Xem nào. Ồ, thực sự khá là nguyên bản. Tớ rất thích. Thế còn bức tranh của tôi? Kiệt tác, đó là một kiệt tác. Monica đã giành chiến thắng trong cuộc thi này. Tớ biết mà. Vậy thì sao? Nhưng sơn của tớ có thể ăn được. Tớ có bỏ qua gì vậy? Gì? Monica là một tên trộm. Không có gì, tớ có một ý tưởng. Bạn sẽ thích nó như thế nào nếu chiếc bánh sẽ nằm ngay trước mặt bạn? Xin lỗi ra, nhưng trả thù quan trọng hơn. Monica, bạn thật may mắn. Gì vậy? Trời ơi! Bắt lấy cái bánh! Trời ơi! Ôi, tớ đã thắng mà. Thế thì ăn bánh của bạn đi. Tớ sàn nhá. Cho bạn biết giá ăn cắp tranh của người khác. Thật là không công bằng. Kẹo mút, ngon. Và bánh cũng rất ngon nữa. Tớ đã thắng, nhưng mà bây giờ tớ phải ngồi trong đống rác thải này. Chán quá. Lần này là gì nhỉ? Bây giờ, đâu rồi? Ôi, nhìn nó tỏa sáng kìa. Các bạn sẽ rất hài lòng với viên đá này. Thôi, đó là viên đá khá tốt. Tớ đồng ý. Cho tớ với được không? Wow, thật là lớn. Lớn, tin tớ đi. Rất đắt tiền mà. Vì vậy hãy cố gắng hết sức, bạn sẽ đạt được nó. Thời gian bắt đầu. Chà chà. Ôi, viên đá của tớ sẽ giúp ích cho tớ. Mà cũng không rẻ đâu. Điều gì đó nói với tớ rằng tớ có thể giành chiến thắng. Thật là một viên đá đẹp. Tớ sẽ rất vui khi nhận nó được từ Zack, yêu quý của tớ. Vì Zack, tớ sẵn sàng làm mọi thứ. Chà, cô ấy thực sự không bỏ lỡ. Có vẻ chúng ta phải nghĩ ra một miêu. Xin lỗi các bạn gái, nhưng đây là chiếc nhẫn đắt tiền. Gì? Ánh sáng đến từ đâu vậy? Tớ không nhìn thấy gì cả. Mọi người đang ở đâu? Tại sao lại tối như vậy? Chà, đây là cơ hội của tớ. Bây giờ tớ sẽ được sở hữu chiếc nhẫn xinh xắn này. Hết giờ rồi. Bạn đã sẵn sàng để thể hiện những bức tranh của bạn chưa? Thôi, cuối cùng cũng đã sáng rồi. Tất nhiên chúng tớ đã sẵn sàng. Suzy thành thật mà nói, thật là kinh khủng. Nói thật mà nói, tớ cũng không muốn giải thưởng này đâu. Monica, của bạn rất tốt. Cảm ơn bạn thân yêu. Emma, của bạn cũng rất tốt. Tớ rất mừng. Bây giờ cần phải chọn Monica hoặc Emma. Có lẽ Monica đã vẽ tốt hơn. Monica chiến thắng. Hoan hô, tớ biết mà. Cảm ơn tình yêu của tớ. Cảm ơn bạn đã giành chiến thắng cho tớ. Không cũng bằng. Tất cả mọi thứ đều được mua ở đây. Chiếc nhẫn đây rất hợp với tớ. Tuyệt. Zack, em đang đến đây. Gì? Bạn đang chạy đi đâu vậy? Để tớ yên, Monica. Em muốn cưới anh. Anh yêu đợi đã. Bạn ấy thật là đáng sợ. Phải, bạn ấy kỳ lạ quá. Lần này, quả trứng sô-cô-la này đang chờ bạn.
Có lẽ có một điều bất ngờ bên trong. Hấp dẫn quá. Tớ đang chảy cả nước dãi đây. Tớ đã sẵn sàng để vẽ rồi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu thôi. Đã đến lúc mặc trang phục chiến đấu rồi. Tớ không cần cọ sơn, dùng ngón tay cũng rất tiện. Có lẽ tớ sẽ dùng cọ sơn giống như móng của Wolverine vậy. Như một siêu anh hùng thực sự vậy. Đưa quả trứng cho tớ đi, nhanh lên. Cảm ơn. Vừa kịp. Bức vẽ của tớ sẽ hoàn hảo. Chỉ cần khoanh tròn là đủ. Và kiệt tác đã sẵn sàng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạn đã hoàn toàn mất đi nỗi sợ hãi của mình rồi sao? Bản vẽ của tớ, nó đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Cứ đợi đấy Suzy. Thời gian đã hết. Hãy cho tớ xem bức tranh của bạn đi. Suzy, bức vẽ của bạn rất xứng đáng. Tớ biết. Monica, cái gì vậy? Trông thật là kinh khủng. Bạn đang đùa chứ? Emma, đây là cái gì trên giấy của bạn vậy? Tớ không phải là tớ, tớ không liên quan. Đừng bận tâm, Suzy đã thắng. Thì chúc mừng bạn ấy đi. Tớ đã sẵn sàng, có vẻ rất ngon. Monica, cầm lấy đi. Cảm ơn. Ôi không, Emma, món quà dành cho bạn. Tuyệt vời. Trời ơi, tại sao bạn lại cho tớ cái này? Các cô gái, chúng ta đi thôi. Ha ha, bạn có thích bất ngờ như vậy không? Thật là kinh khủng. Giải thưởng đâu? Tớ đang bay đây, hãy sẵn sàng để vẽ. Đã hạ cánh. Wow. Tớ đây. Giải thưởng của bạn sẽ là chiếc mũ bảo hiểm phi hành gia này. Tin tớ, nó rất tuyệt. Tuyệt vời. Tớ có thể bay lên vũ trụ. Và nhìn sao? Nếu bạn rất muốn mũ bảo hiểm này thì đã đến lúc bắt đầu rồi. Bắt đầu cuộc chơi thôi. Cọ sơn không quá rẻ. Có lẽ chiếc bút lông chim này. Bức vẽ của tớ trông rất đắt tiền hơn nhiều. Tớ và rác của tớ sẽ bên nhau ngay cả khi trong không gian. Ôi, tuyệt quá. Rác và tớ sẽ bay lên không gian, thật là lãng mạn. Gì? Cái gì vậy? Tưởng như tớ đã mất tập trung rồi. Lại bắt đầu. Tiếng gì vậy? Tớ biết rằng sẽ đến với chúng ta mà, chúng ta phải tự bảo vệ thôi. Tớ không bay đâu. Tớ không muốn bị bắt cóc. Hết giờ. Suzy, tớ ngạc nhiên đấy. Thật là tuyệt vời. Còn bạn thì sao Monica? Lại lần nữa bắt đầu rồi. Nhưng em yêu anh mà. Hiểu rồi, Emma bạn thì sao? Đấy là vết gì vậy? Ôi. Vậy thì Suzy đã thắng. Chúng ta hãy hoan nghênh bạn ấy nào. Tớ biết tớ có thể giành chiến thắng mà. Đưa mũ bảo hiểm cho tớ đi. Đây, tớ không phiền đâu. Vậy thì tớ bay đây. Đừng đợi tớ ở trái đất nhé. Bây giờ tớ đang trong không gian. Chúc bạn có một chuyến bay tốt đẹp. Điều quan trọng là người ngoài hành tinh không bắt cóc được bạn. Ôi, mình hoàn toàn quên mất các bạn rồi. Đây. Một đài phun Coca-Cola, thật là tuyệt. Mình chưa bao giờ nhìn thấy nó trước ở đây. Vậy thì bắt đầu thôi. Đây thực sự đáng để chiến đấu. Mình nghĩ mình đã biết cách vượt lên dẫn trước rồi. Mình sẽ vẽ bằng Coca. Bằng cách này nó sẽ hoàn toàn tự nhiên. Ôi trời ơi, đó là một ý tưởng thiên tài. Nhưng ngay cả những kế hoạch đã được xếp xếp tốt nhất cũng có thể bị thay đổi một cách dễ dàng. Ôi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Còn bây giờ thì để hạ gục Lily nào. Tất cả son của mình đâu mất rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Mình đoán mình phải sử dụng những gì còn lại thôi. Thời gian của các bạn đã hết. Stop. Emma, có gì trên giấy của bạn không? Đó là gì? Một đài phun nước xanh sao? Điều đó không giống như thật. Còn bản vẽ của Bella thật là tuyệt vời. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm, chúng mình rất vui cho bạn. Đài phun nước này là của mình. Ôi, mình ghen tị quá. Điều này đòi hỏi một sự hành động lén lút mà mình muốn nói. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời, Lily. Ôi, hết coca rồi. Mình cũng không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào. Thôi được rồi, mình sẽ phải đi mua một ít vậy. Trước mặt các bạn là một vị thần của nghệ thuật. Wow, đó là cây bố của Thơ. Đúng rồi, bạn sẽ cần phải phác thảo nó. Điều này thật là tuyệt vời. Một phiên bản thu nhỏ của nó sẽ thực sự giúp mình vượt qua vòng này. Mình chỉ cần vẽ theo nó là tuyệt rồi. Mình không cần bất cứ thử thuật nào. Mình khuyên các bạn nên nhanh lên. Bạn không muốn chọc giận mình đâu. Mình thấy Emma đang thực sự rất gấp gáp. Mình đã sẵn sàng phóng tia lửa điện để giành lấy một giải thưởng như thế này rồi. Ok, xong. Emma, nhìn sang đó đi. Hả? Còn bây giờ mình sẽ đổi bản vẽ. Hết giờ. Mình chờ đợi các sáng tạo của bạn. Mình biết mình là người giỏi nhất rồi. Nhưng đây không phải là nó. Của mình cũng không quá tệ. Chúng ta có một chiến thắng rõ ràng. Đó là Lily. Bạn đang vẽ một kiệt tác. Chào mừng bạn đến với vòng của những người chiến thắng. Mình đang chạy đến lấy giải thưởng của mình đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Mình không thể làm được điều này nếu không có các bạn. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng để có thể nhóc búa lên. Đó lẽ ra là mình. Bức tranh đoạt giải là do mình làm và mình sẽ chứng minh điều đó. Lily, tránh ra. Xem này. Đấy, thấy chưa? Dù sao thì không, mình cũng không thực sự muốn nó. Đừng đánh nhau các bạn. Chủ đề tiếp theo sắp được công bố rồi. Mùi kinh khủng đó đến từ đâu vậy? Ôi, thật là kinh khủng. Hãy chào tuyệt tác tạo ẩm thực này đi, phô mai xanh. Mình đảm bảo với các bạn rằng bất kỳ ai trong số bạn sẽ may mắn có được nó. Không đời nào mình chạm vào thứ đó đâu. Mình sẽ cố tình ném vòng đi. Chà, điều đó quá dễ dàng. Được rồi, hãy để nó tự nhiên nào. Con mất trí chưa, Lily? Chúc may mắn nhé. Ôi trời ơi, bạn nói đúng. Mình không nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu vẽ tranh. Không sao, chưa quá muộn để làm hỏng điều đó. Ôi, tiếc quá. Ôi, chết rồi. Bạn vừa cho mình một ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn. Bạn đang làm gì vậy? What? Vẽ tranh. Mình thực sự đã vẽ xong rồi. Vậy tất cả đều đã xong rồi. Mình nghe rằng mình không xứng đáng để giành được chiến thắng. Mình đã làm đổ sơn khắp bức tranh của mình rồi. Dấu chấm của mình trông không giống phô mai một chút nào. Điều đó không đúng. Đó là một cách tiếp cận rất đơn giản. Hoan hô.
Ôi, kinh quá. Chỗ này thật là kinh khủng. Ghê quá. Mình cảm thông cho bạn. Đừng nhìn quá buồn chán các cô gái. Mình có một thứ này thú vị cho bạn đây. Một chiếc hộp lớn chứa đầy mỹ phẩm. Đừng lấy vội. Trước tiên các bạn phải thực hiện với nghệ thuật. Mình chỉ muốn xem qua thôi mà. Mình rất thích điều bất ngờ này. Mình đã sẵn sàng làm mọi thứ để mang nó về nhà. Ôi, đừng đếm gà của bạn trước khi chúng nở. Tất cả chúng ta đều muốn nó. Có vẻ như sự cạnh tranh rất khốc liệt. Vì vậy, mình nên bắt đầu tốt hơn thôi. Có vẻ như bạn ấy không hài lòng về bản vẽ của mình. Nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Vì vậy, mình sẽ lén lút làm điều gì đó để trả thù. Mình không nhìn thấy gì cả, mình đã mù. Chuyện gì vậy? Xin lỗi, nhưng gian lận không được dùng thứ này. Đó là những thứ bạn nhận được, Bella. Cố gắng phá vỡ quy tắc sẽ không xảy ra đâu. Chỉ còn vài giây nữa thôi. Được rồi, đặt những cái chổi đó xuống. Mình thực sự đã cố gắng. Nhưng tác phẩm của Lily nhanh hơn các bạn. Mình đã thắng rồi. Yeah. Xin chúc mừng. Mình đã mơ thấy một kho báu như thế này. Có rất nhiều thứ ở đây. Mình sẽ thêm một chút thứ khác cho bạn nữa. Bạn sẽ hiểu thế nào là táo. Đây. Màu xanh lá cây hợp với bạn đấy. Đúng như vậy. Mình biết bạn là người đứng sau việc này mà. Bạn đã sẵn sàng xem biểu diễn tiếp theo chưa? Tai nghe không dây màu xanh tuyệt vời. Ôi, mình chết mê vì một đôi. Mình biết rằng các bạn sẽ đều thích thứ này mà. Chúng nằm trong tầm với của bạn. Mình cần bắt tay ngay vào công việc. Mình phải giành chiến thắng. Mình sẽ không thất bại một lần nữa. Không phải lần này. Mình cần phải tạo ra một kiệt tác thực sự để đóng gói những thứ đó. À, mình hiểu rồi. Tai nghe cũ sẽ cho phép mình ghi lại kích thước hoàn hảo. Vẽ như thế này. Trông thật là hoàn hảo. Ôi, bạn ấy đang làm tốt hơn rất nhiều. Trời ơi, không phải bây giờ. Cây bút chì của mình đã bị gãy. Và cái này cũng thế. Có lẽ bạn không nên ấn nó xuống mạnh quá. Emma nói đúng. Chọn đúng góc là quan trọng nhất. Mình hy vọng các bạn đã hoàn thành tất cả. Nhưng ngay cả khi không làm như vậy, mình sẽ ngăn bạn lại. Sự lựa chọn khó khăn. Cũng không thực sự trung thực. Emma làm tốt lắm. Cảm ơn. Điều này không thể xảy ra được. Mình đã cố gắng rất nhiều. Cho mình không may thôi. Đưa mình tai nghe của bạn ngay bây giờ đi. Bắt lấy này. What? Ôi, tại sao chúng to vậy? À, kích thước hoàn hảo cho cái đầu của bạn đấy. Mình sẽ không điều này làm mình thất vọng. Mình sẽ sử dụng chúng như một loa lớn. Được đấy. Và khoảnh khắc đăng quang của thử thách này đã xuất hiện dưới hình thức một chiếc vương miện. Trông thật tuyệt phải không? Ôi, trông thật là tuyệt. Mình nghĩ mình sẽ hợp hơn đấy. Chúng mình sẽ sớm tìm hiểu thôi.
Trước hết, chúng ta phải vẽ. Nhưng món trang sức màu đỏ sẽ tôn lên màu da của mình. Cuối cùng, mình sẽ phải là người đeo nó. Với một lý do đáng buồn trong nghệ thuật như vậy, có vẻ như em ma. Hai bạn cũng có thể thư giãn mà, bạn sẽ thua thôi. Đừng làm mình sợ. Đặc biệt là vì mình đã có một vũ khí bí mật để triển khai, kim tuyến. Chúng mình bắt đầu, tất cả đã hoàn thành công cụ này rồi. Này, đừng ăn mùng vội Lily, trước miêu miệng của cậu sẽ thiêu thực thôi. Cuối cùng, mình đã mệt mỏi phải chờ đợi. Tất cả chúng mình đã sẵn sàng. Để xem nào. Emma, bức ảnh đó không mang lại cho mình niềm vui nào cả. Mặt khác, phần thể hiện của Lily đã chiếm được cảm tình của mình. Và đáng buồn, sự sáng tạo của Bella không so sánh được với nó. Thắng Lily. Cảm ơn các bạn. Mình biết rằng tất cả công việc khó khăn của mình sẽ được đền đáp mà. Bạn là nữ hoàng của cuộc thi này. Ôi, thật là tuyệt vời. Mình cũng muốn trở thành hoàng gia. Thật tốt là mình đã có một chiếc vương miện dành cho mình. Một chiếc váy giấy. Không thực sự như gì mình muốn. Vâng, có lẽ bạn không nên đeo cái đó lên đầu của mình. No. Thôi, mình không đeo đâu. Tớ nghĩ tớ nên bắt đầu với tư cách là người đẹp nhất cho chúng ta. Tớ không hiểu đây là cái gì. Một cốc nước sao? Đây là trò đùa phải không? Tớ nghĩ phải xem xét kỹ hơn đấy. Các bạn ơi, tớ nghĩ tớ biết rồi. Cần phải lấy một tép trà để pha nó. Đây, trong tớ có cái túi này. Thật tiếc là khi chia tay với nó nhưng không sao, hãy cố gắng lên. Tép trà sao? Chưa bao giờ tớ thấy bất cứ thứ gì giống như này. Người nghèo có thực sự sử dụng cái này không? Thôi được rồi, để xem điều gì xảy ra nhé. Có vẻ như nước đang chuyển sang màu nâu. Đáng để thử đấy. Hương vị cũng bình thường. Tớ không thích. Tớ sẽ không bao giờ uống trà cho người nghèo nữa. Tớ sẽ làm điều này lần đầu tiên và lần cuối cùng. Thật là kinh tởm. Ôi, vị thiệt là kinh khủng. Tớ phải vứt cái này đi mới được. Ôi không, không cần. Có thể sử dụng thêm một lần nữa mà. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Tớ sẽ không bao giờ khom lưng đến mức đó đâu. Tớ chỉ tiết kiệm thôi mà. Mở phần của cậu đi Bella. Wow, rất nhiều nước ngọt. Tớ thậm chí còn không biết tên bắt đầu từ đâu. Dù sao, tớ nghĩ sẽ cầm một cái ống hút để uống. Coca anh đào, thật là bất thường. Nhìn này, lưỡi của tớ chuyển thành màu khác rồi, tuyệt phải không? Bây giờ tớ sẽ thử một cái màu khác đây. Đây là một cầu vồng thực sự. Nó thậm chí còn nâng cao tinh thần của tớ. Tớ tự hỏi điều gì sẽ trở thành cái lưỡi của tớ bây giờ nhỉ? Tớ thấy bình thường mà. Tớ nghĩ thì trông rất là ngầu. Cảm ơn Emma, cậu biết gì không? Tớ nghĩ điều này nên thay bộ quần áo của tớ. Tớ phải chọn một cái gì đó phù hợp mới được. Tớ sẽ nhờ đến sự trợ giúp của nhà tạo mẫu của tớ. Đừng lo Bella, bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ chọn một cái gì để cho cậu. Tớ cần một cái bộ trang phục thật là sáng sủa. Nào, ông anh rất bình thường. Chúng tôi sẽ tìm một cái gì đó thú vị hơn. Đây, hãy thử cái này đi. Trong thời gian đó tớ sẽ làm tóc cho bạn. Wow, Bella, tớ thích cách suy nghĩ của cậu đấy. Đấy, bây giờ vấn đề khác rồi. Tớ rất vui khi mừng được thay đổi diện mạo của mình. Cảm ơn. Tạm biệt người đẹp. Emma, còn cậu nữa thôi, mở nắp ra đi. Tớ không hiểu, tại sao lại có nhiều cốc đến như vậy? Tớ phải làm gì với chúng bây giờ? Xin chào quý cô. Hãy để tôi chăm sóc bạn nhé. Đây là thức uống siêu tầm. Cái gì vậy? Thật là không công bằng, nó đang dễ là của tớ chứ. Đây là một sai lầm gì đó. Wow, đẹp thật đấy. Và nhìn nó lung linh làm sao. Ôi, thức uống này đáng giá cả một bằng gia tài đấy. Ừ, đúng rồi. Cái này phải là của tớ. Rót cho mình với, tớ sẽ trả tiền. Xin lỗi, nhưng chai này hết rồi. Thật không may, tôi không thể giúp được bạn.
Được rồi, người nghèo này vẫn sẽ không thể đánh giá cao hương vị của một thức uống đắt tiền như vậy đâu. Đừng vội kết luận Suzy. Tất nhiên tớ không phải là một người sang chảnh, nhưng tớ biết rất nhiều về ẩm thực đấy. Emma không được lấy ly từ dưới. Ôi, tớ không nghĩ rằng kim tự tháp có thể sụp đổ dễ dàng như vậy. Ngon thật đấy. Tớ rất thích. Cậu muốn thử không? Tớ cho bạn uống đấy. Cảm ơn. Ôi, mùi vị này thật là tuyệt vời. Còn tớ không thích. Các tiểu thư, đã đến lúc chúng ta tiếp tục rồi. Tớ nghĩ chúng ta không nên vội vàng như vậy. Trời ơi, cá này hôi quá đi mất. Tớ sẽ chết ngạt ngay bây giờ. Có ai phải ăn cái này sao? Tớ sẽ không dám đâu, nhưng cậu chắc chắn sẽ phải thử nó rồi. Cậu tốt lắm Suzy. Ôi không, xin lỗi, tớ không thể. Phục vụ, ra đây nào, ra đây. Tớ cần sự giúp đỡ. Ăn cá này đi. Nhìn như nó bị thối rồi sao ấy. Nhưng nếu bạn yêu cầu thì tất nhiên rồi, tớ không thể từ chối cậu. Tớ sẽ cố gắng làm mọi thứ theo cách tốt nhất có thể, càng sớm càng tốt. Ôi, hình như trong cá này vẫn rất ngon mà. Tớ sẽ không từ chối đâu. Ồ, cậu làm tốt lắm. Hoàn hô, bravo. Tớ biết cậu có thể làm được mà. Cảm ơn. Thú nhận nó không phải rất dễ dàng. Xứng đáng giải thưởng. Bây giờ cậu có thể đi. Lưu manh lắm Bella. Tốt lắm. Bây giờ hãy xem cách cậu ăn món của mình như nào nhé. Dao và nước sốt. Điều này có nghĩa là gì? Xin vui lòng, cá của bạn ở đây. Cảm ơn. Nó trông rất là ngon miệng đấy. Các công cụ rất hợp với tớ. Đã đến lúc phải thử món ăn thần thánh này rồi. Rất là dễ cắt luôn. Đầu bếp đã làm hết sức mình. Cá hóa ra rất là mềm. Đây là những gì tớ gọi là ẩm thực cao. Xin lỗi nhưng tớ không thể kiềm chế mình được. Tớ muốn ăn tất cả những thứ này càng sớm càng tốt. Tớ gần như quên mất nước sốt rồi. Ôi, tuyệt quá, tuyệt quá. Trời ạ, không ngờ điều này từ bạn ấy đấy. Suzy, cậu đang làm tớ sợ. Tớ chỉ rất thích ăn thôi. Nếu bạn thử lỗi, tớ sẽ mang bát đĩa bẩn đi. Tớ không có ý kiến luôn. Emma, mở món của cậu đi. Đây có thể gọi là món ăn bảy cá sao? Tớ nên làm gì với nó? Tớ không muốn ăn cá sống đâu. Đó là quy tắc mà. Tớ có một ý tưởng hay hơn. Nhưng bạn sẽ không cần biết về nó đâu. Tớ sẽ ăn con cá này ngay bây giờ nếu cậu nhất quyết như vậy. Ôi trời ơi, tớ sợ nhìn điều này quá. Con cá tội nghiệp, nó không xứng đáng như vậy đâu. Ôi cuối cùng họ cũng không nhìn. Bây giờ tớ phải cứu con cá này mới được. Vậy là xong, như này tuyệt vời. Bây giờ giấu đi để họ nghĩ rằng tớ đã ăn xong rồi. Nhìn kìa, cậu ấy thực sự đã làm được. Ừ, nó rất là ngon. Đồ sát thủ. Tớ không hiểu gì cả, thức ăn của chúng ta đâu rồi? Thật không đúng đắn khi bắt chúng ta phải đợi lâu như vậy. Xin chào, đây là ai vậy? Thành thật mà nói Bella, tớ thực sự rất thích cậu. Tớ muốn cầu hôn. Hãy cầm lấy chiếc nhẫn này đi. Ôi, thật là bất ngờ. Tớ thậm chí không biết phải trả lời gì luôn. Chiếc nhẫn này trông thật là tuyệt. Ôi, ngốc lắm bạn. Nó không phải là kim cương, đó là kẹo mút bình thường. Bạn chỉ ghen tị với tớ thôi Suzy. Emma, cậu nghĩ sao? Tuyệt vời, tớ chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó. Wow, nó có mùi thơm thế. Có vẻ như thực sự là kẹo mút rồi. Tớ đã nói rồi mà. Nhìn kìa Bella, nhìn kìa. Bạn đang làm gì vậy Emma? Tại sao bạn lại liếm chiếc nhẫn của tớ? Bởi vì nó rất là ngon. Đấy, bây giờ tớ phải vứt nó thôi. Tất cả đều là những miếng của cậu. Phủ. Tại sao lại như vậy Bella? Tớ đang nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng cậu đã làm tan nát trái tim tớ. Tớ xin đấy, đừng đi. Có vẻ như ai đó đang có một mớ lộn xộn trong cuộc sống cá nhân của mình. Chắc chắn rồi. Xin chào em, cuối cùng anh tìm đến rồi. Ê, đi ra chỗ khác đi, đừng chạm vào tớ. Sự gì rõ ràng không may mắn với người hâm mộ rồi. Tớ muốn tặng cho một chiếc nhẫn như biệt tự tình yêu với kiểu cách cho mình. Và tất nhiên là cả hoa nữa. Nhưng đây không phải là chiếc nhẫn. Cô vừa làm bẩn ngón tay tớ bằng chiếc bút dạ. Bỏ những bông hoa ngu ngốc ngoài đi. Xin lỗi, tớ cần sự giúp đỡ cậu. Đồ hành ấy đi đi. Nhưng tình yêu của chúng ta thì sao? Cuối cùng tớ cũng có thể thoát khỏi anh ta rồi. Những người quyến rũ. Thú nhận, ai là Emma?
Tớ phải gặp công chúa của tớ ngay bây giờ. Chắc anh ấy đang nói sai và định nói Bella. Không không, tớ cần Emma. Và chỉ có Emma thôi. Đây cô ấy đây rồi, nữ thần của tớ. Tớ sao? Đây là trò đùa sao? Không thể được. Tớ luôn biết rằng tớ sẽ kết hôn với một hoàng tử mà. Tớ tặng cho bạn một chiếc nhẫn kim cương. Hãy thử đi, ngay bây giờ. Ôi tất nhiên rồi, tớ đồng ý. Wow, chiếc nhẫn này lấp lánh quá. Các bạn nhìn kìa, đáng giá cả một gia tài đấy. Đây rõ ràng là một sai lầm. Hoàng tử không thể chọn một hỗn độn này được. Đưa tớ chiếc nhẫn đây, đưa đây. Cậu không biết cư xử với đồ đắt tiền, đưa đây. Tớ sẽ lấy. Chiếc nhẫn của tớ đâu rồi? Ôi, một bầu trời đầy sao đẹp lết. Có vẻ như chúng ta đã đi quá đà một chút rồi. Bỏ chiếc nhẫn này đi. Nhẫn của tớ. Tớ đã nghĩ rằng tớ đã mất nó mãi mãi. Phải đeo nó ngay lập tức thôi. Trời ơi, nó đẹp lắm sao. Ôi, đài phun nước vàng. Điều gì có thể đẹp hơn nữa chứ. Ồ, trông nó đẹp thật đấy. Đài phun sô-cô-la của tớ cũng khá là tốt. Chắc chắn rồi, rất khó để đài phun nước của tớ có thể cạnh tranh với đài phun của các bạn. Nó rất là khiêm tốn. Tất nhiên rồi, nó được làm từ bìa cứng. Tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi. Nghĩ ra cái gì bây giờ nhỉ? Tớ biết rồi, tớ mua một chiếc ốp điện thoại vàng trong thời gian dài. Và đến lúc biến ước mơ của mình thành hiện thực rồi. Ôi, thật là đẹp. Ồ, nó hiệu quả thật à. Tất nhiên rồi, bây giờ tớ sẽ có một chiếc điện thoại vàng xịn. Siêu quá, tớ muốn giữ nó trong tay ít nhất một lần trong đời. Ôi, vàng tất nhiên là đẹp, nhưng sô-cô-la còn tốt hơn nhiều. Và tất cả có thể ăn được. Nhìn nó chảy ra và hấp dẫn làm sao. Ngon thật đấy. Hay quá, tớ cũng muốn thử. Ôi, chuyện gì đã xảy ra với đà phun của tớ vậy? Xin chúc mừng, bạn bị hỏng rồi. Ôi, hoàn toàn quên mất nó được làm bằng bìa cứng. Tớ sẽ cố gắng phục hồi nó lại vậy. Tất cả thật là vô nghĩa. Chỉ cần chấp nhận cậu sẽ không nhận được sô-cô-la thôi. Nhưng tớ cho phép cậu xem tớ ăn. Tớ có một ý tưởng tốt hơn đấy. Với ông hút, tớ có thể nếm thử sô-cô-la từ đài phun của Bella. Ôi, không có gì tốt hơn sô-cô-la trên thế giới. Nhưng biến đâu hết rồi. Sao gì, đây là cậu làm phải không? Không, tớ có đài phun riêng của mình mà. Đó là Emma. Chính xác, cậu ấy có sô-cô-la trên khắp mặt kìa. Đừng giận Bella, tớ chỉ thực sự muốn đồ ngọt thôi. Đây không phải lý do để ăn sô-cô-la của người khác. Tớ sẽ không làm điều đó nữa. Ôi, nhưng mà nó rất là xứng đáng mà. Ngon thật đấy. Tuyệt vời, tớ đã ghi lại rồi. Bây giờ tớ có thể đăng lên mạng. Các bạn thật là vui. Cái gì đấy? Nó giống như chiếc bánh quy, nhưng trông rất là lạ. Ôi, trông ngọt ngào, tớ rất thích. Ted, bạn đang gấp rút mọi thứ. Hãy lấy thẻ trước đi. Được rồi, cậu nói gì cũng được. Chỉ cần đừng đánh tớ nữa. Đấy, tớ phải cắt bánh bằng tay không rồi. Kẻ thua cuộc. Chúng tớ thì may mắn. Ôi, các bạn thật độc ác. Mà thôi, tớ vẫn sẽ làm được. Có vẻ như chúng ta phải nhanh chóng thôi. Không được để mất phút nào. Thật là tốt, tớ có thể dùng hai tay. Như này sẽ diễn ra nhanh hơn. Chắc chắn rồi, tớ không thể làm bất cứ điều gì với một tay. Có lẽ gặm nhấm thì sao. Đừng nghĩ tớ sẽ bỏ cuộc, Suzy. Nhân tiện, nó rất là ngon. Nhưng tớ làm gì bây giờ? Có vẻ như chỉ có một lối thoát. Cần phải dùng chán của mình. Nhưng mà nó rất đau. Nhưng mà nó có tác dụng. Tuyệt quá, tớ có cơ hội để giành chiến thắng rồi. Trời ạ, Lucy không thể dừng lại được. Sẽ phải dùng mọi nỗ lực để theo kịp thôi. Ôi không, bánh cookie của tớ bị hỏng rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Tớ không thích cái này, đủ rồi. Đấy, lần này ngay cả hai tay của tớ không cứu được. Tớ thật là kẻ có thua cuộc. Ôi, tớ không muốn ở chỗ Suzy đâu. Lucy, bắt tay vào công việc đi. Thôi được rồi, tớ cũng thua rồi. Không cần phải vội vàng như vậy. Bây giờ sẽ bắt đầu. Tớ sẽ che đầu của mình. Ôi, ướt quá. Cảm giác thật là kinh khủng. Chỉ còn lại tớ. Không thể từ bỏ được rồi. Nếu không mọi thứ sẽ kết thúc không tốt đẹp. Ôi, hết giờ rồi. Tuyệt, tớ đã xong. Tớ đã chiến thắng. Thật là không công bằng. Bạn chỉ may mắn thôi. Ê, đừng tức giận gì. Khoai tây chiên và nước sốt thật là tuyệt vời. Cuối cùng có thể ăn đúng cách. Thẻ này là của tớ. Thôi được rồi. Hai tay,
tuyệt, tớ rất vui vì đã nhận được nó. Một tay không tệ, nhưng mà có thể tốt hơn. Tớ không may mắn nhất trong tất cả, đừng có phần nào nữa Tết. Tớ đề nghị cậu bắt đầu. Tớ đã sẵn sàng, nóng lòng muốn thử món khoai tây chiên của mình. Ôi không, trời ạ, đây là tương ớt. Điều này sẽ kết thúc rất là tệ. Tớ biết có một cái bẫy ở đâu rồi. Ôi, tớ ghét cay. Tớ phản ứng mạnh với nó. Tớ có cơ quan rất là nhạy cảm. Có vẻ như mọi thứ vẫn ổn cho đến bây giờ. Trên thực tế, miệng của bạn đang lên khói kìa. Còn bây giờ cả tai nữa. Đây là cảm giác không tốt. Chúng ta cần phải đóng chúng ngay lập tức. Như này tốt hơn rồi đấy. Thành thật mà nói, trông không được tốt lắm. Tớ sợ phải tưởng tượng điều gì xảy ra với chúng ta. Có lẽ mọi thứ không đáng sợ như vậy đâu Suzy. Tớ sẵn sàng để thử nước sốt này rồi. Điều chính là nhỏ giọt khá một chút. Như này xong. Phải nghĩ thế là đủ sao? Cần phải thêm. Đấy, bây giờ thì chúc bạn ngon miệng nhé. Bạn đã làm mọi thứ tội hơn rồi. Trời ạ, đầu tớ sẽ nổ tung mất. Được rồi, không sao. Hãy chúc tớ may mắn đi. Tớ tưởng tượng điều đó thật kinh tởm lắm sao. Hãy mạnh mẽ lên. Đấy, tớ bắt đầu thấy nóng rồi. Ôi không, bây giờ sẽ có lửa. Cứu tớ với. Tớ đang cháy. Trời ơi, thật là kinh khủng. Ôi, ma thật đấy. Đừng dừng lại. Ê, thôi dừng lại đi. Trời ạ, tóc tớ hỏng mất rồi. Dừng lại đi. Ôi, trở nên dễ dàng hơn rồi. Cô đang nghĩ gì vậy? Bây giờ đến lượt cậu. Ôi, không thể phủ nhận điều này. Tớ muốn trì hoãn thời điểm vào lúc. Nhưng mà đến lúc rồi. Cảm giác thế nào? Rất ngon. Tớ rất thích khoai tây. Nhưng cậu hoàn toàn quên mất nước sốt. Nào thêm nó đi. Cảm ơn đã nhắc nhở. Mọi thứ đã bắt đầu rất tốt mà. Tại sao lại phải làm hỏng mọi thứ? Đây để tớ giúp Suzy, không cần phải cảm ơn đâu. Tớ không có ý đâu. Mẹ ơi, nóng quá. Cứu. Wow, đẹp lắm sao. Một màn trình diễn pháo hoa thực sự. Cần phải đeo kính vào. Lửa quá chói mắt. Tại sao bạn ngồi và không làm cái gì? Nhìn kìa Suzy. Wow, tớ thấy rồi. Nhưng bây giờ bạn có một cái nhìn rất tuyệt. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, thật là kinh tởm. Nhưng con chim ngu ngốc. Thôi, đó là may mắn đấy. Không có gì vui cả. Wow, kẹo cao su đen. Tớ chưa bao giờ thấy điều này. Tớ sẽ mở xẻ sớm thôi. Mong là tớ may mắn. Ôi đúng vậy, vũ trụ đã nghe tớ. Ôi, chỉ có một tay thôi sao? Tại sao cuộc sống lại không công bằng với tớ vậy? Tớ không muốn ăn không có tay. Thôi, bằng cách này hay khác, mỗi chúng ta sẽ nhận được kẹo cao su. Nhưng mà tớ sẽ ăn thuận tiện hơn nhiều. Wow, nhìn nó đẹp làm sao. Hương vị quá là tuyệt vời. Đến lúc thử món ngon rồi. Ôi, tớ rất thích. Nhưng mà còn một tí nữa. Tớ muốn mọi thứ cùng một lúc. Trời ạ, cậu hành động như chưa bao giờ nhai kẹo cao su vậy. Cậu chỉ không biết tận hưởng cậu sống thôi. Hãy nhìn, tớ sẽ thử bong bóng này. Ôi, thú vị thật đấy. Và tớ sẽ phá vỡ nó. Tại sao lại có những trò đúng ngốc vậy? Tớ không muốn nói chuyện với cậu. Chúng ta sẽ phải dạy Lucy một bài học về hành vi xấu thôi. Thôi, đừng buồn nữa. Tớ sẽ không đùa. Trời ạ, đừng. Trời ạ, đây là kẹo cao su của cậu mà. Thật là kinh tởm. Tớ chỉ quyết định chơi trò đùa nhỏ với cậu thôi. Cậu làm tớ mất hết cảm giác thèm ăn rồi. Làm thế nào để mở kẹo cao su của tớ ra bây giờ? Bây giờ chỉ sử dụng được một tay. Cứu, tớ đang mắc kẹt. Ôi. Ôi, thật là bất tiện. Cảm ơn cậu Tết đi. Tớ sẽ nhờ nó đấy. Chúng tớ hoàn toàn quên mất về Suzy. Đến lượt cậu ấy thử rồi. Tớ e rằng nó sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Cái cao su của tớ tuột ra khỏi tay tớ. Làm thế nào để mở nó ra bây giờ? Cố gắng lên, cậu sẽ thành công thôi. Ôi không, tớ đánh rơi nó vào thùng rác rồi. Tớ phải làm gì bây giờ? Sẽ phải nín thở và cố gắng lấy nó ra. Cẩn thận Suzy. Tất cả rác đang bay ngay vào chúng tớ. Giúp tớ với, tớ không nhìn thấy gì cả. Ồ, cậu ấy có một cái thùng rác trên đầu. Suzy,
đi theo âm thanh chúng tớ ở đây. Làm tốt lắm, bây giờ ngồi xuống. Tớ lấy được kẹo cao su rồi. Và một đống rác cùng với nó. Thì sao, nó rất đáng giá. Quá là ngon. Nhìn kìa, đó là Fanta. Wow, một chai lớn, tuyệt quá. Đừng quên cắt thẻ. Hãy xem chúng ta có gì nhé. Cuối cùng cũng được hai tay. Tớ đã chờ điều này bao nhiêu lâu rồi. Tớ thì có một. Trời ạ, đây là truyền thống mất rồi. Hóa ra tớ phải uống Fanta không tay sao? Tin xấu đấy. Tớ không nghĩ rằng nó sẽ rất thật tiện đâu. Giờ tay đi test, đó là quy tắc. Được rồi, dù sao tranh luận với các bạn cũng vô ích thôi. Cậu đúng, đến lúc thử món ngon này rồi. Hóa ra mở nắp bằng hai tay rất là tiện. Cầm chai còn tiện hơn. Ôi, hương vị phong phú làm sao. Tớ rất là vui. Tớ không muốn dừng lại. Tớ sẵn sàng uống mọi thứ rồi. Đấy, tớ đã uống đến giọt cuối cùng. Ôi, hình như cái lọ bị dính vào môi tớ. Ôi, buồn cười quá. Đừng có cười Ted. Suzy để tớ giúp đỡ cho. Cảm ơn Suzy, cậu là người bạn thực sự. Ôi, đau môi quá. Tớ không thể chạm được vào chúng. Ôi, buồn cười mà. Đừng có cười. Thôi được rồi, bây giờ đấy là tớ uống. Mong là tớ sẽ làm được. Nếu mà đập như này thì sao? Không, không dễ dàng một chút nào. Ôi, hình như tớ lắc mạnh quá rồi. Ôi không, bây giờ sẽ có một vụ nổ. Mẹ ơi, cậu đã làm gì vậy Lucy? Xin lỗi, tớ chỉ muốn mở chai ra thôi mà. Đấy, soda đổ hết ra rồi. Tớ không còn gì nữa. Thật là không công bằng. Tất cả tại cậu, chúng tớ bị ướt rồi. Trời ạ, không có gì có thể thay đổi được. Điều tốt là chai của tớ vẫn còn đầy. Chỉ phải tìm ra cách để mở nó thôi. Tớ sẽ cố gắng dùng răng. Chúng trở nên chắc khỏe hơn rồi. Yeah, tuyệt quá, hoạt động rồi. Bây giờ có thể uống. Wow, cậu làm như nào vậy? Thật là đáng kinh ngạc. Tớ có thể làm bất cứ điều gì với đồ ăn và đồ ngọt. Thành thật mà nói, trông thật là kinh tởm. Ồ, tớ động mì cậu đấy, Suzy. Các bạn chỉ ghen tị với tớ thôi. Nhìn này, tớ đã uống gần xong rồi. Đấy, nó khá là dễ dàng. Ôi, sô-cô-la thật là ngon. Không, Mary, đừng cho ngón tay vào đài phun nước. Hãy chờ đồ ngọt nhá. Ôi, nó đây rồi, đây là một cây xương giống. Còn cậu có gì? Thật là tệ hại. Đừng sợ Mary, tớ may mắn hơn cậu đó. Vì đây là kẹo mắt thôi. Trời ạ, thật là không công bằng. Nhưng mọi thứ đều phù hợp với tớ. Chúng có mùi thơm quá. Tớ muốn thử nó, thật là ngon. Ôi, trời ạ, ăn luôn hai cái cùng một lúc nhá. Ngon thật đấy. Bằng mứt cam nhiều màu cũng rất là thú vị. Nhân tiện Mary, cô có biết bên trong kẹo cao su có siro không? Không có phần gì phải khoe khang. Bây giờ hãy ăn kẹo của cậu ở đài phun sô-cô-la đi. Thôi được rồi. Ôi, sẽ rất là ngon đấy. Kẹo dẻo với sô-cô-la là sự kết hợp yêu thích của tớ. Ôi, thật là buồn. Bây giờ hết mất rồi. Nhưng mà tớ vẫn còn. Mary nhìn này. Trời ạ, bây giờ tớ sẽ cho hết tất cả vào sô-cô-la. Ôi, nhìn nó ngon làm sao. Tớ phải ăn cái này ngay khi trước khi ai lấy. Không thì Mary đang nhìn trông rất là thèm thuồng lắm rồi. Cậu ấy thật là may mắn. Ôi, đồ ăn này có thể ăn mãi mãi. Tớ sẽ không bị phân tâm ở bất cứ đồ khác. Ôi, trời ạ, quả này đến quả khác, không thể nào mà dừng lại được. Thôi được rồi Mary, tớ xong rồi. Bây giờ chắc là cậu đang chảy nước miếng lắm rồi. Còn cậu thì sô-cô-la đầy mặt kia kìa. Không sao, một lần sô-cô-la là không có. Ôi, bây giờ trên tay tớ vẫn còn này. Trời ạ, rõ ràng đến lúc phải thử cái xương rồng của mình rồi. Ôi, trời ạ, đau quá. Chắc là nếu phủ nó với sô-cô-la cần phải kiểm tra. Không, vẫn không thể nào mà ăn được. Tớ sẽ thử tẩm nó vào sô-cô-la thêm nữa nhé. Cậu đang làm gì vậy Mary? Ô, được rồi này. Hãy nhìn xem, trông giống như là kem vậy. Để thử nhé. Ngon thật đấy. Và rất là an toàn đấy chứ.
không có một cái gai nhọn nào. Mary, bên trong vẫn còn đầy gai đấy. Trời ạ, cẩn thận đi chứ. Thôi được rồi, tớ đã nói trước rồi đấy. Ôi, ngon quá. Ôi, ôi, có cái gì đó chọc vào lưỡi tớ. Trời ạ, ôi, trời ạ, ai bỏ nó ra đi. Mary, tớ đã nói rồi mà. May mà tớ có nhíp nhá. Đưa lưỡi của cậu đây. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu. Ôi, cẩn thận. Cậu phải cẩn thận hơn mới đúng chứ. Khi cậu quyết định ăn cây xương rồng. Cậu nói đúng, thế thôi sao? Tuyệt quá, cảm ơn Kit. Không có vấn đề gì bạn yêu. Ồ, chuối và topping ngọt ngào, tuyệt lắm. Lần này cậu may mắn hơn tớ rất là nhiều. Cá sống sao? Ôi trời ạ, à, tớ không ghen tị với cậu đâu Kit. Hãy để tớ ăn đầu tiên nhé. Ôi, nhìn chuối ngon quá. Cần phải làm sạch bạn nhé. Còn bây giờ có thể nhúng vào sô-cô-la rồi. Ôi, chuối và sô-cô-la là sự kết hợp hoàn hảo. Còn bây giờ thì phải nhúng nó vào topping ngọt ngào. Như này vừa đẹp, vừa ngon. Wow, trời ạ, tuyệt lắm. Tớ muốn thử nó lắm rồi. Ngon thật đấy. Bây giờ tớ sẽ ăn chuối với sô-cô-la. Đấy, xong rồi, hết chuối rồi. Nhưng mà tớ vẫn còn topping đây này. Tớ có ý kiến rất là hay. Tớ sẽ đổ nó vào đài phun sô-cô-la. Như này, sô-cô-la sẽ còn ngon hơn. Ồ, trông thật là đẹp. Ồ, nhìn này, nó đổi màu rồi, tuyệt quá. Ồ, wow. Thật là buồn khi tớ phải nhét cái thứ kinh tởm này vào vẻ đẹp đó. Thôi được rồi, sớm muộn gì cũng phải ăn nó thôi. Tắm trong sô-cô-la đi con cá. Và trông cũng không ổn lắm, mặc dù vẫn là cá sống. Trời ạ, chỉ ở trong sô-cô-la. Thôi được rồi, tôi sẽ thử. Thật là kinh khủng. Hương vị thật là ghê tởm. Trời ạ, tôi thấy tệ quá. Ôi, khổ thân Kit. Trời ạ, cá sống tệ hơn chỉ là cá sống với sô-cô-la thôi. Khổ thân, cậu ấy đã xui xẻo trong vòng này rồi. Có lẽ bằng cách nào đó làm sáng tỏ sự thất vọng của cậu ấy. Tớ nghĩ ra rồi. Cậu giữ ống hút đi. Tớ phải làm gì với nó? À, tớ biết rồi. Ý tưởng tuyệt vời đấy Mary. Chúng ta có thể uống sô-cô-la trực tiếp từ đài phun nước. Ừ, ngon thật đấy. Tớ đồng ý. Nhưng mà đài phun hết sô-cô-la rồi. Ôi, chúng ta đã uống hết rồi Kit. Ừ, và nó rất là ngon luôn ý. Ồ, đó là gì vậy, ngô sao? Tớ phải cho nó vào sô-cô-la sao? Hubba Bubba, nó rất là ngon. Ôi, vào với sô-cô-la nó sẽ ngon hơn nữa. Tớ sẽ là người đầu tiên nhá. Tớ chắc chắn sẽ không vội đâu, cậu bắt đầu đi. Xem nào ngon quá. Tớ sẽ đổ sô-cô-la thẳng vào như thế này này. Và bây giờ tớ sẽ đóng nó lại và lắc mạnh lên để tất cả các kẹo được bao phủ bởi sô-cô-la. Wow, nó trông thật là tuyệt vời. Bây giờ tớ có kẹo cao su sô-cô-la rồi, tớ muốn thử nó luôn này. Ồ, tuyệt quá, hương vị là những gì tớ cần. Tớ sẽ nhét nó vào miệng hoàn toàn. Ngon quá. Đợi đến lúc cho siêu bong bóng sô-cô-la này rồi. Thử nhá. Tuyệt quá, trông thật là tuyệt vời. Và đó vẫn chưa là tất cả, bởi vì tớ vẫn còn kẹo cao su thứ hai. Nào, trèo vào đài phun nước đi. Ôi, tớ sẽ làm tương tự luôn. Đổ vào, lắc lên và chiêm ngưỡng. Và ăn nó thực sự rất là thú vị. Tuyệt vời. Ôi, nhìn cậu ăn ngon lắm sao Kit. Ôi, và bong bóng thật là tuyệt vời. Ừ, đúng rồi. Ngô của cậu thì thế nào rồi? Vẫn ở đây, tớ thậm chí không biết làm nào để ăn nó. Thôi được rồi, tớ sẽ nhúng nó vào sô-cô-la vậy. Như này có lẽ là sẽ ngon hơn đấy. Có mùi rất là tuyệt vời. Tớ sẽ ăn nó. Cũng bình thường. Không phải cây xương rồng, nhưng cũng không phải Hubba Bubba. Nhưng điều gì xảy ra nếu chúng ta sửa đổi nó như bây giờ nhỉ? Tớ có một cái gai trong túi đây này. Và tớ sẽ bật nó lên.
và làm nóng nó lên. Nếu tớ làm đúng, mọi thứ sẽ thực sự rất là thơm tho. Nào, để xem thử nào, bỏng ngô. Nhìn này Kit, nó còn đầy sô-cô-la nữa chứ. Tốt làm sao. Ồ, vị quá là tuyệt vời luôn. Có bỏng ngô có nghĩa là có thể để xem những video hấp dẫn rồi. Ồ, thử thách nấu ăn này. Tuy nhiên tớ rất là thích nó, tớ không bao giờ có thể biết được ai sẽ thắng. Ồ, tớ cũng rất là thích bỏng ngô. Trong khi Mary đang say mê xem video, tớ có thể cho một ít vậy. Ê, không đau thế. Ai bảo cậu lấy đồ ăn của tớ. Nhìn này, đây là một khoảnh khắc rất là thú vị. Thôi được rồi, ăn bỏng ngô của cậu đi đồ tham lam. Tớ không thể nào cưỡng lại đài phun sô-cô-la này. Ngon làm sao. Ồ, đồ ngọt này. Tớ có bánh quy Oreo. Hay quá, còn cậu có gì? Tớ không phải đồ ngọt, mà là đồ chua. Đó là chanh. Tớ đã tưởng tượng mặt của cậu khi cậu ăn chúng rồi. Ồ, rất khó để tưởng tượng. Có lẽ nếu nhúng chanh vào sô-cô-la, chúng sẽ không quá chua. Tớ rất là nghi ngờ, nhưng tớ sẽ phải thử nó thôi. Cần phải làm thật nhanh. Ôi không, nó vẫn là chua. Sao hôm nay tớ lại xui xẻo như này? Tớ không biết phải nói gì với cậu Mary. Tớ không có vấn đề gì cả. Ôi, như này càng khó chịu hơn. Thôi được rồi, đồ chua, vào đài phun nước đi. Tớ sẽ cho cậu cơ hội thứ hai. Không. Trời ạ, không có gì thay đổi cả. Vẫn chua. Thôi được rồi, bây giờ chỉ cần ăn hết nó càng nhanh càng tốt thôi. Kate, ôi, cậu thậm chí không thể tưởng tượng được sự đau khổ này như thế nào đâu. Ồ, cậu nói đúng. Trời ạ, nhìn trông thật là đau khổ. Ôi, mảnh cuối cùng, tôi không thể chịu được nữa đâu. Ôi, Mary, tại sao cậu khóc như vậy? Ôi, lấy khăn đi, lau mặt đi và trở nên lại xinh đẹp đi nhá. Cảm ơn Kate, cậu thật là tốt bụng. Mary, tôi đã nói lau mặt không phải là xì mũi. Nhanh chóng ném thứ ghế tởm này đi và không nghĩ về nó nữa. Nhân tiện, tớ còn có cái này nữa. Ôi, bánh Oreo của tớ. Xin lỗi Mary, tớ không có thời gian đối phó với cân của cậu đâu. Bánh quy đang ngon, đang chờ đợi tớ đây. Và tớ muốn ăn chúng thật là nhanh. Nhưng trước tiên, tớ sẽ nhúng chúng vào sô-cô-la. Bánh quy với sô-cô-la. Ôi, ngon làm sao. Ngon thật đấy. Ôi, liếm cả ngón tay luôn ý. Chờ một chút, tớ có ý tưởng này. Cần phải lấy tất cả bánh quy ra khỏi gói và bẻ vụn chúng ra. Ôi, như này cần thủ thuật karate và đập bầu nhá. Đấy, như này. Kết, cậu có ổn không? Chắc chắn rồi, bởi vì là tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Có thể đổ sô-cô-la vào cái túi bánh Oreo này, cắm que vào và đông lạnh nó vào. Cậu sẽ không đoán được điều gì sẽ xảy ra đâu. Ôi, tớ nghĩ sẽ rất là ngon đây. Đúng rồi, nhưng mà cần phải đợi một chút. Chúng ta không vội đi đâu mà. Được rồi, tớ sẽ cho những chiếc bánh Oreo này vào ngăn tủ đá. Và bây giờ tớ sẽ tính thời gian. Xong rồi, thời gian lấy ra rồi. Ôi, trông có vẻ rất là ổn. Ôi, cậu đã nghĩ ra gì vậy Kit? Bây giờ cậu sẽ thấy thôi. Chúng ta sẽ lấy cái gậy và quay nó và bỏ nó ra. Tuyệt quá. Nhìn này Mary. Ôi, có kem Oreo, thật là tuyệt. Ngon thật đấy. Và có thể nhúng vào sô-cô-la nữa cơ. Và nó sẽ còn ngon hơn. Sô-cô-la với sô-cô-la, sô-cô-la nữa sao? Ngon, ngon quá. Không thể nào mà dừng lại được. Kit, có vẻ như cậu gặp rắc rối rồi. Cậu khỏe không? Ôi, thực sự là đông lạnh rồi sao? Ôi, cần phải làm ấm cậu khẩn cấp. Nào nào, để tớ đắp chăn vào nhớ. Ôi, kem ngon quá. Cảm ơn Mary. Rất vui để giúp đỡ. Kit, cậu ăn ngon miệng thật đấy. Được rồi, cậu sẽ không chia sẻ đâu. Đây, ăn đi Mary, cậu là vị cứu tinh của tớ mà. Thú vị thật đấy, ở đây có gì? Wow, kẹo dẻo. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Ôi, chắc chắn rồi, phô mai của tớ rất là hôi. Thật là xui xẻo quá đi mất. Tớ có một ý tưởng.
Kẹo dẻo sẽ cứu khỏi cái mùi hôi thối này. Kate, cậu sẽ xử lý phô mai nhanh đi, nếu không chúng ta sẽ chết ngạt mất. Ôi, tớ thực sự phải ăn nó sao? Tớ không cảm thấy thích nó chút nào. Nếu tớ nhúng nó vào sô-cô-la thì nó có hết mùi không? Ôi, tớ nghĩ không có gì thay đổi cả. Thôi được rồi, tớ sẽ cắm một miếng nhỏ vậy. Ôi, thật là ghê tởm. Ai thậm chí đánh nghĩ ra loại phô mai khủng khiếp này vậy? Ôi, cái này chỉ có chuột mới ăn được thôi. Ôi, trời ạ, không ngon đâu. Ôi, có gì đó không ổn. Ôi, trời ơi, ghê quá, mùi thật là hôi thối. Chúng ta cần khởi trương làm gì đó. Mùi sô-cô-la, đấy, chính xác là những gì tớ cần. Tuyệt lắm. Nhưng mà tớ bị bẩn hết rồi. Tớ cần phải lấy cái khăn gì đó để lau. Ê, Kate, đây là áo phông của tớ, cậu đừng lấy làm khăn chứ. Trời ạ, à, tại sao cậu không lau vào áo của cậu? Trời ơi, cậu có bình thường không? Thật là khó xử. Mary, cậu có muốn ăn kẹo dẻo của cậu không? Chính xác, kẹo dẻo của tớ. Họ đang chờ đợi tớ mà. Tớ sẽ lấy que đầu tiên và nhúng nó vào sô-cô-la. Tuyệt quá. Ngon làm sao. Tớ muốn nhiều hơn nữa. Cần phải nhúng kẹo thêm một lần nữa nào. Quá là ngon. Không thể nào mà dừng lại được. Ôi, Mary ăn ngon quá, tớ cũng muốn. Xin lỗi Kate, nhưng mà kẹo dẻo là của tớ, vì vậy tớ sẽ tự ăn chúng. Như này này, từng miếng một. Hương vị quá là tuyệt vời. Ồ, vẫn còn một cái nữa này. Nào, tớ sẽ phải lấy nó thôi. Không nhanh như vậy. À, như vậy chứ gì, vậy chúng ta sẽ chiến đấu bằng kiếm. Và người chiến thắng sẽ nhận được ăn miếng kẹo dẻo cuối cùng. Và nó là của tớ. Để thử nhá. Ngon thực sự đấy. Thôi được rồi, tớ vẫn còn ăn phần còn lại nữa này. À, vẫn còn hai cái nữa này. Ôi, đúng vị như tớ thích luôn. Vị ngon thật đấy. Mary, trời ạ, cậu cho vào mũi cậu rồi mà. Thì sao, nó vẫn ngon như vậy. Vòng 2 và em Mai gặp may rồi. Có vẻ như một ngày này sẽ trở nên khó khăn cho cô ấy. Kem vuông, dưa hấu tròn và ớt tam giác. Vâng, thật sự là bốc lửa đấy. Tôi cần hạ nhiệt ngay. À, tốt hơn rồi. Được rồi, tôi đã lấy hết hạt ra. Tôi hy vọng ít nhất cũng có thời gian để thưởng thức món này. Wow, ngon quá. Miệng tôi đang bốc cháy đây. Cắn miếng số 2 nhé. Wow, cảm ơn cậu. Tôi đã làm gì để xứng đáng với điều này? Là não đông cứng rồi. Điều này là không thể. Wow, mình đang đông cứng đây. Này, mở màn, tôi nghĩ tôi đã thắng. Tôi có thể tốt hơn nhưng chuyển động vẫn nhanh. Không phải nữa, thật sao? Tiếp theo chúng ta có 3 món ăn mới. Ủa Andy, Lily rất vui với cô ấy. Với bánh burger và tương tự cho Emma và khoai tây chiên của cô ấy. Mì ramen ngâm ư? Tôi đang ăn rang à? Thật là một miếng bánh burger ngon. Tôi đang chảy nước miếng đấy. Tôi ước gì mình có thể nhét toàn bộ thứ này vào miệng. Giúp tôi với Andy. Ồ, tốt hơn một chút. Cảm ơn. Tôi phải làm gì với điều này? Có
lẽ nếu tôi bẻ gãy nó. À, cũng không tệ. Và cái này, và cái kia nữa. Vậy đó, tôi là nhà vô địch. Wow! Cuối cùng tôi đã thua đúng không? Tại điểm này, các điểm bao gồm bánh ngọt, bánh quy giòn và hành tây. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết ai là người yếu thế hơn. Ồ, giờ sa mạc. Không có gì sai với thứ này. Thật là một cơn ác mộng. Cũng có thể vui đấy. Hãy thêm chút nước mắt vào nụ cười của Emma nào. Cái này là chua. Ồ thật chứ? Chắc chắn về điều đó chứ Emma. Ôi, cái gì vậy? Lily, tại sao bạn lại nhìn tôi? Bạn không có bằng chứng. Một ý tưởng xảo quyệt nữa. Làm thế nào bạn có thể ăn hành mà không khóc? Bây giờ tôi có thể làm kinh doanh đấy. Nhanh tay ngay. Đó là chiếc bánh quy cuối cùng của tôi. Tôi lại lấy vàng. Nghiêm túc chứ. Tôi đã ăn tất cả những thứ đó mà không có gì cả. Cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ nỗi khổ của bạn với tôi. Không có gì khiến tôi thất vọng bây giờ. Hai người cũng có thể nhượng bộ. Ngon và rất tốt cho sức khỏe. Bắt đầu thôi. Đây chắc chắn là chiếc bánh quy yêu thích tuyệt đối của tôi. Tôi yêu chúng. Trái cây tươi ư? Tôi không thể hạnh phúc hơn. Mở chúng ra. Bây giờ là kem. Làm thế nào mà bạn chỉ ăn bánh mì không? Không có nước sốt ư? Không có thịt hoặc phô mát ư? Siêu tốc độ. Yay, tôi đã đánh bại cả hai người. Và cứ như vậy bạn đã đánh cắp danh hiệu của tôi à? Tôi có thể đã bị mê hoặc và quên mất cuộc thi. Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi không, tôi quên rằng mình bị dị ứng nhẹ với dứa. Tôi không nên để nó xuống. Phòng này có gì? Những lát chanh, một kẹo dẻo và một củ cà rốt. Emma không chống lại điều đó. Ôi chua quá. Ôi, những thứ này không phải để ăn như vậy đâu. Không tốt chút nào. Tôi tự hỏi tại sao tôi yêu cà rốt đến vậy. Có lẽ kiếp trước tôi là một con thỏ đấy. Tôi có thể sử dụng một chiếc máy có đường không? Đừng nghĩ về điều đó, Lily. Andy không chia sẻ thức ăn. Đầu tiên để kết thúc một lần nữa. Ý bạn là gì? Tôi đã ăn tất cả của tôi. Nhìn này. Tuy nhiên, không phải là tất cả. Bạn phải dọn sạch đĩa của mình.
Cái gì trên bàn kia? Lily có một quả lựu, chocolate for Andy và một chiếc bánh ngọt cho Emma. Ai cũng vui vẻ. Và cũng rất xinh nữa. Không có gì ngon hơn chocolate. Làm thế nào để tôi có thể mở cái này đây? Mình đang thua đấy. Tôi cần phải làm gì điều này bây giờ? Cùng nhau chứ? Đúng vậy. Đồng thời. Chúng ta có một Hòa và Lily ở vị trí cuối cùng. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm nó như thế nào. Nước trái cây tươi, cách tốt nhất để lấy phần trái cây của bạn. Thưởng thức nào. Ồ, nó có mùi tuyệt vời. À, và vị còn ngon hơn nữa. Vẫn còn nhiều thích hơn nữa. Một bánh mì sandwich, điều đó tốt. Tôi đang ăn thịt. Còn gì ngon hơn một lát jam bông không? Ok, có ai chịu trách nhiệm ở đây biết rằng tôi ghét trứng tráng không? Được rồi, tôi có thể sửa lỗi này nhanh chóng. Giờ thì tốt hơn rồi. Cái gì? Quả ong ư? Tôi cũng có như vậy. À, đó là điều tốt. Tôi phải thử nó. À, hơi kỳ lạ đấy. Thật là một hiệp đấu ngon lành, mọi người đều hồi hộp. Một miếng mousse, sushi và sô-cô-la. Đây là điều cần nhớ. Để trận chiến bắt đầu. Vòng tốt nhất từ trước đến nay. Bạn hiểu rồi chứ? Ôi, tôi đã làm mất chiếc đũa rồi. Tôi có thể xoay sở với một cái. Tôi sẽ làm sushi pop. Đây thật sự là một ý tưởng triệu đô. Quá dễ dàng. Tôi cần phải liếm nhanh hơn. Ô không, tôi đang phía sau họ. Thôi nào. Hãy chú ý nào, đây là vòng cuối cùng. Vậy thì tráng miệng là gì? Gummy, kẹo jello và pizza. Tôi nghĩ rằng món này sẽ thú vị như món trước đấy. Ngoại trừ Andy không thích món bánh ngọt của anh ấy. Cha, bắt đầu nào. Bạn có phải nhai jello không? Không tệ chút nào đâu, thật đấy. Một lần nữa ư? Tại sao tôi lại mắc kẹt với tất cả các món ăn cay? Ớt đã trở lại và ám ảnh tôi. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn, thậm chí nhanh hơn. Nhai, nhai nào cô gái. Tôi cần một ít đá. Lily, Emma, bạn không cần phải vội vàng. Cái gì? Tại sao không? Bạn làm điều đó như thế nào?
Một tràng pháo tay dành cho nhà vô địch. Cảm ơn, cảm ơn.